clip hôm trước tôi hỏi con này nó ăn cái gì á, mấy ông vô trả lời quá trời luôn, ăn bùa xanh, bùa đỏ, kinh công, pháp sư, coi bộ cũng nhiều ông ghiền liên quân quá ha. Con này thì nó giống như con kích nắc trong liên quân đúng không? Lúc trước tôi chơi con đó cũng hay lắm á, cũng mấy mùa ca hữu chứ bộ, mà tôi bỏ cũng cả năm nay rồi. Nhớ hồi lúc tôi chơi cả ngày từ sáng tới chiều luôn, rồi tới cái lúc mà đi học ha, 1 giờ mới vô học mà 10 giờ mấy là vô trường rồi đó, rủ mấy đứa bạn sớm lại vô game chơi, mạnh đứa nào nấy la là làng sùm luôn á. Nhớ lúc đó vui thiệt, mà bây giờ lâu lâu chơi lại nó cũng chả có cảm giác như lúc trước nữa đâu. Cũng có nhiều bạn chỉ tôi cho nó ăn nhãn chuối trái cây đồ á, mà bữa nay nó mắc luôn rồi, do mà đậy kín quá nó thiếu oxy á. Để bữa nào mình kiếm con gì lạ lạ quay cho mọi người xem nữa nha.